Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là MinNFT đến từ dự án Lightform nha các bạn. Thì hiện tại Lightform là nó đang cho chúng ta đó là Min Free một cái NFT, đó là Lightform Custom Avatar. Thì sau khi mọi người là Min cái NFT này thì các bạn sẽ nhận được là 500 điểm Boy. Thì đối với cái dự án đó là đối với dự án là Lightform này thì cũng có sự đầu tư của Binance Labs nha các bạn. Thì khi mà các bạn nhận cái điểm Boy ấy thì các bạn có thể là kiếm điểm Boy đến từ cái dự án này. Thì hiện tại thì dự án này cũng chưa ra mắt token, vì thế thì cái điểm boy mà chúng ta kiếm được á, thì có thể là sau này nó sẽ cho chúng ta đó là đổi sang token khi mà họ lao chờ token nha các bạn. Thì để tham gia để min cái NFT này thì các bạn cần phải có một ít phí gas trên mạng lưới BSC nha. Các bạn cần có một số lượng gas khoảng là 0,3 đô thôi, khoảng là 0,3 đô BNB nha. Thì phí gas cũng khá là rẻ thôi. Ok, thì để thì hiện tại thì giá của con avatar này thấy khá là rẻ thôi nhá, khoảng 1,23 đô thôi. Thì các bạn bạn nào mà tham gia thì cố gắng là min sớm nha, tại vì nếu mà nó hết thời hạn á thì anh em phải bỏ tiền ra anh em min ấy. Thì hiện tại nó đang cho chúng ta min free thì chúng ta cứ min thôi, còn sau này nó hết thời hạn thì các bạn có thể là bỏ tiền ra các bạn min cái avatar này nha các bạn. Ok, thì ở đây mình cũng khuyến khích các bạn luôn, thì để mình cái này thì mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng quỹ phụ nha. Cái quỹ mà chúng ta đang làm airdrop á nha, cái quỹ làm airdrop á, chúng ta sử dụng quỹ phụ để chúng ta làm. Ok, thì để tham gia min NFT này thì các bạn cần vào link dưới phần mô tả video, đó là cartoon.lightform.cc này, rồi các bạn connect với lại cái quỹ MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới BSC nha. Thì các bạn cũng cần chuẩn bị một số lượng BNB để chúng ta là làm phí gas thì khoảng là 0,3 đô. Các bạn chuẩn bị khoảng là 0,3 đô BNB nha, để chúng ta làm min cái NFT này. Ok, các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn nhấn nút là login with wallet, rồi các bạn chọn cho mình đó là MetaMask. Còn đối với bạn nào mà đang sử dụng WeTrade thì có thể là copy lại cái link này này, rồi các bạn dán vào cái DApp ở trên WeTrade Wallet đó, rồi các bạn min thôi nha. Ở đây các bạn nào mà đang sử dụng PC thì có thể là sử dụng quỹ MetaMask, các bạn connect. Ok, các bạn connect với lại cái quỹ MetaMask của các bạn nha. Đang bị lắc các bạn ạ. Thì sau khi các bạn connect xong á thì nó sẽ hiện cái quỹ MetaMask, nó sẽ tự động mở pop-up ra, và nếu yêu cầu các bạn đó là xin ký nha, thì các bạn chỉ cần là xin ký thôi nha, các bạn nhấn vào nút xin ký trên quỹ MetaMask. Đợi mình tí nha, tại sao quỹ MetaMask nó bị lắc vậy ta? Ok, thì sau khi các bạn xin ký xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Thì ở đây thì nó sẽ cho các bạn chọn đó là hai avatar. Thì bạn nào mà có thể là lựa chọn là nam nữ thì các bạn chọn thôi nha. May là nam này, còn phe may là nữ nha. Thì ở đây thì mình sẽ chọn là nam. Thì sau đó sau khi các bạn chọn xong thì các bạn nhấn nút là click min. Thì sau khi các bạn nhấn vào chữ min xong này thì nó sẽ hiện ra cái dòng như thế này. Thì dòng đây là dòng red này nha. Thì các bạn có thể là sử dụng cái địa chỉ ví của mình, thì các bạn có thể là các bạn copy lại cái địa chỉ ví của mình, các bạn dán vào nha. Thì đây là link red các bạn nha. Ok, thì sau đó các bạn dán cái địa chỉ ví vào đây, là địa chỉ ví của mình đó nha. Thì dòng đây là dòng red thôi nha, là cái địa chỉ ví của người khác. Thì bạn nào mà muốn đi tiện red á thì có thể là copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn, rồi kêu bạn bè của các bạn á dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây, rồi sau đó các bạn nhấn vào nút là confirm nha. Thì sau khi các bạn nhập xong á thì hai người sẽ nhận được là 500 điểm boy nha, cả bạn và người cả red và các bạn thì sẽ nhận được là 500 điểm boy nha. Các bạn nhấn nút là confirm này. Sau đó các bạn trả phí gas ở trên quỹ MetaMask thôi nha. Thì phí gas hiện tại khoảng là 0,38 đô nha, khoảng là 0,38 đô, khoảng là 0,001239 BNB thôi. Thì các bạn sẽ thật trả phí nó gas này.
xác nhận trên ví MetaMask. Ok, thì sau khi các bạn cạp phí xong thì nó hiện ra cái dòng đó là min số két này, là các bạn đã min thành công nha. Thì sau khi min thành công, các bạn có thể là kiểm tra trên ví MetaMask của các bạn nha. Các bạn có thể là kiểm tra trên trên OpenSea nha. Các bạn có thể là vào OpenSea các bạn bán hoặc là các bạn giữ nha. Thì sau khi các bạn min thành công xong thì các bạn sẽ thấy cái điểm boy trên đây là nó sẽ cộng lại 500 cho các bạn nha, nó sẽ cộng 500 điểm boy cho các bạn này. Đấy, như vậy là xong thôi. Bạn nào mà muốn đi tiền red thì copy lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi nhé, hoặc là các bạn có thể là copy lại cái dòng là invite friend này nhé, sau đó các bạn dán thôi, dán vào đây, red là cái địa chỉ ví các bạn nhé. Ok, thì như vậy là đã xong rồi. Bạn nào muốn đi tiền red và kiếm thêm điểm boy thì copy lại cái địa chỉ ví của các bạn nhé, rồi kêu bạn bè của các bạn á, thì ấy nhé. Thì ở đây các bạn mỗi mỗi một địa chỉ ví chỉ min free được một lần thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn min thêm á thì các bạn cần phải trả là 100 BUSD nha. Đây nè nha. Đấy. Bạn nào muốn chích thì có thể là tạo nhiều ví để các bạn chích nha. Thì trên OpenSea thì sau khi các bạn min xong thì các bạn có thể là kiểm tra trên OpenSea hoặc là ở trên market này này nha. Thì giá hiện tại của nó khoảng là 1,23 đô thôi. Chúng ta min là chúng ta để săn airdrop, khi mà nếu mà sau này họ ra token á thì chúng ta có thể là nhận được airdrop nha. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là min NFT đến từ dự án Lifeform thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.